bạn bây giờ là chuẩn bị bước vào cổng chùa em ơi. Chuẩn bị bước vào cổng chùa thì sẽ mới mọi người. Đây là lễ ăn bị bệnh nha mọi người. Các bạn thấy hay đăng ký ủng hộ cho Thiện Cốc Vlog không mọi người? Cảm ơn mọi người. Chúc mọi người sức khỏe và xem video thật vui vẻ nha mọi người. Diệu Hành của ta chuẩn bị đi vào chùa xem phim mới nha mọi người. Thank you.
Xin mời mọi người. Đây là lễ ăn mì bạch nha mọi người. Các bạn thấy hay đăng ký ủng hộ cho Thiện Cốc Vlog nha mọi người. Cảm ơn mọi người. Chúc mọi người sức khỏe và xem video thật vui vẻ nha mọi người. Rồi bắt đầu vào luôn mọi người. Right there.
con bạn bè ngay bắt tiền bắt tiền rồi mà tiền tiền đó là anh ta làm vui cho tiền tiền biết mua tao ăn tiền đó không có đâu cho con tao quan tâm tiền nên quan tâm tiền lấy ra tiền cho một con tao bảo nên mua luôn anh ta được ba con tao ăn All right.